Nhằm hỗ trợ bà con dân tộc trong mùa dịch Covid-19, sáng ngày 15 tháng 10 vừa qua, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cờ Đỏ cùng Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện đã tổ chức phát 200 phần quà đến bà con đang gặp khó khăn do dịch bệnh tại chùa Sectoro, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ tham dự buổi phát quà có Thượng tọa Dương An, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cờ Đỏ, Đại đức Thích Quang Phước, phó trưởng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện cùng chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện. Khi đại dịch bùng phát tới nay đã gây bao khó khăn vất vả cho người dân, trong đó có các đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, vốn dĩ cuộc sống đã bấp bênh nay càng trở nên cơ cực khi đại dịch bùng phát Trước tình hình đó, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cờ Đỏ đã vận động Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong huyện cùng chung tay giúp đỡ cho bà con vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn này. Tại đây, đoàn đã phát 200 phần quà, trong đó 100 phần quà cho người lớn gồm 10 kg gạo, mì, nhu yếu phẩm và trao củ quả, 100 phần cho các em học sinh gồm 10 quyển tập, 4 cây viết và 50.000 đồng, hỗ trợ cho mỗi em những phần quà nhỏ chứa đựng tấm lòng yêu thương mà ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam huyện cờ đỏ gửi gắm đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch nhằm góp phần động viên những người lao động nghèo chịu ảnh hưởng do dịch bệnh giúp mọi người có thêm động lực vượt qua sớm trở về cuộc sống bình thường an lành và hạnh phúc